Thân chào các em học sinh của 12. Cô trò mình gặp nhau với cái chương 4. Và từ chương này thì sẽ không có bài tập nữa đâu. Nhưng lý thuyết nó cũng có ở trong đề thi. Trong cái chương 4 này là 3 bài. Bài 18, bài 19 và bài 20. Hôm nay cô dạy các em trước cái bài 18 và bài 19 trước. Nào các em cùng lấy sách giáo khoa lại vừa ghi ra để ghi bài cùng với cô. Nghe dạ và ghi bài. Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến gì tổ hợp? Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp cây đột biến và công nghệ tế bào. Hai bài nha. Cô gộp hai bài cùng một lúc nên kiến thức nó cũng hơi dài. Cố gắng lên, không lướt video đâu. Có những đoạn cô đọc chẹp cả trăm lượt video rồi. Cô trừ điểm trong quá trình chấm đấy nha. Cô giải bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến gì tổ hợp? Chưa ghi mục gì hết trơn á. Giờ chúng ta đi vào quy trình chọn giống gồm các bước. Đầu tiên là tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn lọc. Thứ hai là chọn lọc ra kiểu gen mong muốn. Thứ ba là tạo ra giống thuần chủng. Đó là quy trình chọn giống. Chương này chúng ta học về chọn giống mà, đúng không? Tạo nguồn nguyên liệu, sau đó chọn ra những cái kiểu gen mong muốn, rồi sau đó tạo giống thuần chủng, ghi bài vào cho cô phần này. Và nguồn nguyên liệu cho chọn giống thì có biến gì tổ hợp, đột biến, ADN tái tổ hợp. Cái phần này vào luôn. Phần này chúng ta đọc để biết thôi. Lai hữu tính từ nguồn biến gì tổ hợp là tạo giống thuần chủng và tạo giống có ưu thế lai cao. Phần này chúng ta không cần ghi. Giờ chúng ta ghi vào phần 1 lớn. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến gì tổ hợp, có ghi tắt biến gì tổ hợp. Chưa? Vậy chúng ta phải biết thế nào là giống thuần, hay chúng ta hay còn gọi là dòng thuần, đúng không? Nào, không ghi nhưng phải biết là giống có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, thế hệ con cháu không phân ly, có kiểu hình giống bố mẹ, không bị lai tạp trước khi đem nhân giống. Giờ đó là giống thuần. Giờ chúng ta ghi từng bước tạo giống thuần dựa trên nguồn biến gì tổ hợp. Đầu tiên bước 1, tạo các dòng thuần chủng về các kiểu gen khác nhau. Sau đó bước 2, lai các dòng thuần chủng này với nhau. Lai các dòng thuần chủng này với nhau. Bước 3, chọn lọc những tổ hợp gen mong muốn. Chọn lọc những tổ hợp gen mong muốn. Chúng ta trong quá trình ghi á, các em những cái này là cái ví dụ của cô, các em không cần ghi được. Các em chỉ cần ghi những cái chữ này ha. Bước 3 là chọn lọc những tổ hợp gen mong muốn. Bước 4 là cho từ thụ phấn hoặc giao phối cần huyết tạo ra giống thuần chủng. Tại vì mục đích của từ thụ phấn và giao phối cần huyết là tạo giống thuần mà. Đấy. Và bước 5 là nhân giống thuần chủng này. Có 5 bước. Chưa? Mục đích chúng ta muốn tạo ra giống thuần chủng mà. Chúng ta đi sang phần 2 lớn. Tạo giống lai có ưu thế lai cao. Chúng ta, đây là kiến thức trọng tâm của bài. Các em tập trung để lắng nghe. Chúng ta sẽ đi về khái niệm thế nào là ưu thế lai. Có lấy ví dụ, đây là bố, đây là mẹ. Tạo ra con lai F1. Là chúng ta thấy bố là bò Hà Lan, mẹ là bò Việt Nam, bò vàng Việt Nam này. Cho ra F1 cho nhiều sữa, thích nghi với khí hậu chăn nuôi ở Việt Nam. Chúng ta thấy không? Cái con lai F1 này nó có những cái đặc điểm tốt của bố và mẹ. Vậy đó là ưu thế lai. Chúng ta đừng đưa về khái niệm ưu thế lai nha. Ví dụ lai lớn móng cái với lớn ỉ. Đây, chúng ta sẽ thấy cho ra giống lớn ỉ móng cái, mau đẻ nuôi con tốt. Không? Mang đặc điểm của bố và mẹ. Mang những cái đặc điểm tốt nhất. Ví dụ bò vàng Việt Nam lai với bò Hà Lan này, cho ra bò lai này, cho ra nhiều sữa, năng suất cao hơn, đúng không? Tổng hợp lại. Và đó là những cái khái niệm về ưu thế lai. Vậy ưu thế lai là gì?
Các em có thể nêu cho cô được khái niệm về ưu thế lai không? Ưu thế lai là gì đây? Các em thấy. Nào, ghi bài cho cô. Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với các sàng bố mẹ. Không, con cái vượt trội so với các sàng bố mẹ. Giống như chúng ta, bố mẹ chúng ta cao, bố mẹ 65, mẹ 55 đi, mà mình đến mẹ 8, đúng không? Vậy mình có những cái ưu thế lai đấy các em. Không? Học cái khái niệm này, liên hệ thực tế, chúng ta thấy rất dễ học nha. Chúng ta đi sang hai cơ sở di truyền của ưu thế lai. Về giả thuyết siêu trội, giống như ở cái chương 2, chương 3 cô dạy đấy, đúng không? Ở cái bài 16 cô bảo rằng là cái quần thể từ thực phẩm mà qua nhiều thế hệ thì tỷ lệ kiểu gen dị hợp càng ngày càng giảm, tỷ lệ đồng hợp càng ngày càng tăng. Mà trong chọn giống thì kiểu gen dị hợp là những cái kiểu gen mang những cái tình trạng tốt tốt hơn cả đồng hợp rồi, nên giờ chúng ta đưa về giả thuyết siêu trội ha. Nào, bố mẹ đồng hợp ba cặp gen, đồng hợp trội lai về đồng hợp lành, cho ra đời con dị hợp ba cặp gen. Và cái đời con này mang ưu thế lai, mang đặc điểm tốt hơn cả đồng hợp trội, và tất nhiên là tốt hơn đồng hợp lành rồi. Tại vì như cô nói, đồng hợp lành thường mang những cái tình trạng xấu mà, đúng không? Đấy, chúng ta ghi bài cho cô. Ghi sơ đồ lai này xong, chúng ta ghi bài. Ở trạng thái dị hợp về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt hơn so với các dạng bố mẹ thuần chủng. Đấy, bố mẹ thuần chủng thì là trạng thái đồng hợp này các em. Chưa? Ba, phương pháp tạo ưu thế lai. Ý thứ nhất, ba bước. Bước một, tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau, sau đó lai các dòng thuần chủng với nhau, thì có lai thuần nghịch, lai các dòng đơn, lai các dòng kép. Có rất nhiều người ta hỏi là trong ưu thế lai dùng phép lai gì, thì lai các dòng đơn hoặc lai các dòng kép, thường là đáp án như thế. Và bước ba là tuyển chọn các tổ hợp lai có ưu thế lai cao mong muốn. Đó là ba bước để tạo ra ưu thế lai nha các em. Vậy ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, nhớ cho cô câu trắc nghiệm đấy, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời nào? Đánh đáp án đời F1, sau đó giảm dần. Vì sao là như vậy? Chúng ta dừng ở đây 10 giây để các em suy nghĩ và các em trả lời cho chính mình để tính so sánh với đáp án của cô. Vì sao ưu thế lai cao nhất ở đời F1 sau đó giảm dần nhỉ? Cô giải chương 3 rồi. Ở 36 quần thể từ phối. Và chúng ta thấy con lai F1 có ưu thế lai cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ vì tỷ lệ dị hợp giảm, đúng không? Mà tỷ lệ đồng hợp tự tăng và các gen làm có hại được biểu hiện, nên không dùng con lai F1 để nhân giống. Vậy chỉ dùng con lai F1 vào mục đích kinh tế, lấy sữa hoặc ở gà thì đẻ trứng, hoặc mổ lấy thịt bán ra ngoài chợ thôi, chứ không dùng con lai F1 để nhân giống. Vì sao lại không dùng con lai F1 để nhân giống? Thì trả lời, vì tỷ lệ dị hợp thì giảm, tỷ lệ đồng hợp tăng, trong đó có đồng hợp lành kia, gen lành có hai được biểu hiện. Hiểu chưa các em? Đấy, tập trung ở đây nha. Như ở giả thuyết trước rồi, thì có phải tỷ lệ kiểu gen dị hợp là tốt nhất không? Mà kiểu gen tốt thì càng ngày càng giảm kìa các em. Ha. Cái bảng này chúng ta thấy ở đời F1 nha, tỷ lệ dị hợp
là tính tăng tốt đó, chỉ 100%. Ở đời đẹp 2 thì còn lại có 50. Ở đời đẹp 3 thì còn là 25. Ở đời này còn là 12,5. Và cứ còn đây còn 6,25. Cứ như thế, cái tỷ lệ kiểu gen tốt càng ngày càng giảm dần. Còn tỷ lệ kiểu gen đồng hợp trội cũng tăng, nhưng bên đó có đồng hợp lạnh mang tình trạng không tổ cho các em, mang tình trạng xấu cũng càng ngày càng tăng. Nên cái luật hôn nhân gia đình á, cộng kết hôn trong vòng 3 đời là phải chứ, để hạn chế những cái gen lành này này các em ha. Để ta xem một số hình ảnh. Cả lai đẹp hơn không? Đấy. Rồi cả trê lai to hơn không? Ở dưới miền Tây, nhà bạn nào cũng ở miền Tây nuôi nhiều cả trê, hay là cả chẹp lai ba màu không? Màu đẹp lai giờ cả trê vàng của cả trê châu Phi được cả trê lai lớn hơn và màu sắc đẹp hơn ha. Giờ cô dài sang bài 19. Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào. Bài 19 này nó dài hơn cái bài 18 nha các em. Một lớn tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Một khái niệm. Thế nào là tạo giống bằng phương pháp gây đột biến? Là phương pháp tạo giống mới mà con người chọn lọc hoặc lai tạo các nguồn biến gì là các đột biến nhân tạo. Người ta dùng đột biến để vào trong chọn giống này. Và các tác nhân gây đột biến thì gồm tác nhân vật lý, tia phóng xạ, tia tử ngoại hay là sốc nhiệt, hoặc là các tác nhân hóa học, các hóa chất, năm brom uracil, vân vân. Côn si sinh cũng hay dùng. Quy trình. Bước 1 là xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến. Bước 2 là chọn lọc các cá thể có kiểu hình mong muốn. Và bước 3 là tạo dòng thuần chủng. Và cô dừng lại ở đây. Vậy khi các em học bài của chương 4 thì các em học cái gì? Đúng không? Đi thi người ta hay hỏi những câu vậy này. Người ta hỏi các bước của phương pháp tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Sẽ tiết người ta quy trình. Trong đáp án có thể lùn xuống bước 2 lên đầu, rồi bước 3, rồi bước 1. Nên mình phải biết trình tự của nó. Đầu tiên là xử lý mẫu vật. Thứ hai là chọn lọc. Và thứ ba là tạo giống thuần chủng. Hiểu chưa? Đấy. Mình phải học trình tự cho từng bước. Và các em ghi cho cô. Lưu ý, phương pháp gây đột biến có hiệu quả đối với vi sinh vật và thực vật. Đi, lưu ý. Phương pháp tạo giống bằng phương pháp gây đột biến á, có hiệu quả đối với vi sinh vật và thực vật. Rồi dừng đó. Và chúng ta đi, vì sao lại không dùng đối với động vật các em? Các em nhìn này, những cái tác nhân vật lý này ha, rồi những cái tác nhân hóa học này, các em nhìn những tác nhân vật lý, những cái tác nhân hóa học này, ví dụ như có tỷ chiếu được cái tia phóng xạ, tia x, tia alpha beta này vào động vật không? Tại vì muốn tạo giống mới thì phải tác động vào cơ quan sinh sản của động vật. Mà cơ quan sinh sản của động vật có phải nó nằm ẩn trong cơ thể không? Và hệ thần kinh của động vật nó rất phát triển, nhạy bén lắm, đúng không? Còn thực vật cơ quan sinh sản có thể là hoa, quả, hạt, hoặc bằng phương pháp sinh dưỡng thì là rễ, thân, lá, vân vân, thì có thể là ngâm trong những cái hóa chất này được này, hoặc chiếu những cái tia từ ngoài, tia phóng xạ này được, tại vì cái tính cảm ứng của thực vật chậm, đúng không? Ví dụ chiếu tia từ ngoài lên bào tử, hạt phấn, vi sinh vật này. Còn không thể chiếu những cái tia này vào động vật hay là con người được, đúng không?
Hiểu nha, học thì phải biết ha. Phần này cả các bốn, cả các cơ chế gây đột biến, cả các chỉ cần ghi tác nhân vật lý và tác nhân hóa học, không cần ghi dài dòng thế này nha. Tiếp, một số hình ảnh nào tạo ra lộc đột biến cho hai vụ hay là dưa hấu tam bội không hạt này, cà chua không hạt này, không? Đây chúng ta tính bài 6. Đa bộ chẵn hay đa bộ lẻ tạo quả không hạt cả các em nhỉ? Nhớ nó không? Đa bộ nào mà không có khả năng sinh sản? Tất nhiên là đa bộ lẻ đâu. Số lẻ đâu có chia hệ cho hai đâu. Chỉ số chẵn chia hệ cho hai đúng không? Và người tam bội thuộc đa lệch bội hay là đột biến đa bội? Nhớ nó không? Kiến thức bài 6. Đó là thuộc đột biến đa bội. Không? Hay là hầu tam bội này, cái phương pháp gây đột biến này chỉ áp dụng nếu mà có áp dụng ở động vật, chỉ những cái động vật bậc thấp thôi nha các em. Đấy, ví dụ như hầu là động vật bậc thấp này, nấm penicillium đột biến để tạo nên thuốc kháng sinh nha các em. Ha. Hay là cam tam bội không hạt này, chúng ta nhìn nho tam bội không hạt này, một chùm nho mà hai người đàn ông to khỏe, đấy đúng không? Đấy. Rồi, hai lớn tạo giống bằng công nghệ tế bào. Bằng công nghệ tế bào thì chia ra là công nghệ tế bào thực vật và công nghệ tế bào động vật. Giờ cô dạy về công nghệ tế bào thực vật, các em tập trung ở đây. Chúng ta sau khi cô giảng, mình sẽ hoàn thành cái bảng này về phương pháp. Ví dụ như là nuôi cấy ngoạc này, hay là lai tế bào sinh dưỡng này, đấy mình sẽ hoàn thành cái bảng này bằng những cái kiến thức mà cô sẽ dạy sau đây. Đầu tiên là nuôi cấy mô, cha a nuôi cấy mô. Nuôi cấy mô là gì? Là phương pháp tái sinh cây con từ tế bào hoặc là mô của cây mẹ. Có nghĩa là sao đây? Chúng ta sẽ nghiên cứu cái quy trình của nó. Đầu tiên là tách mô. Tách mô từ cây mẹ. Được chưa? Tách mô từ cây mẹ. Sau đó cho mô hoặc là tế bào vào trong ống nghiệm này các em. Ống nghiệm này có chất sinh trưởng đặc biệt. Rồi kích thích nuôi ra. Thấy không? Tái sinh thành cái cây hoàn chỉnh này các em. Từ một cái mô. Và sau đó đưa ra trồng đại trà. Vậy Việt Nam mình đã làm được cái này chưa các em? Việt Nam mình tất nhiên là làm được rồi. Phát triển lắm. Từ khi các em sinh ra thì Viện Công nghệ Sinh học đã nuôi cấy được hoa phong lan hay hoa lay ơn, hoa ly năm 2000 bằng phương pháp nuôi cấy mô này. Vậy phương pháp nuôi cấy mô này có ý nghĩa gì? Đó là tạo ra quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen. Có nghĩa là sao? Cô lấy ví dụ, có một cái cây địa lan mẹ, nó cho hoa rất đẹp, giờ muốn nhân thành 1.000 cây địa lan con cho cái kiểu gen y chắc như cây địa lan mẹ vậy, với điều kiện nuôi trong môi trường giống như cây mẹ, đầy đủ chất dinh dưỡng nha. Vậy thì người ta chỉ cần lấy một cái mẫu mô, lá cũng được, hoa cũng được, thân cũng được, từ cơ quan sinh trưởng của cây mẹ ha. Người ta tách rồi người ta nuôi trong ống nghiệm này, người ta dùng chất dinh dưỡng nuôi lên tạo thành một cái cây hoàn thiện, và sau đó cho ra những cái cây con cho năng suất y cấp như cây mẹ, nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen. Nhớ nha, câu chủ là ở đây nuôi cấy mô có ý nghĩa gì? Đó là tạo ra cây trồng đồng nhất về kiểu gen, đúng không? Cây hoa lily trong ống nghiệm lên Đà Lạt đó, chúng ta thấy chỉ cầu mong hy vọng là hết dịch để các em lên Đà Lạt theo chương trình về nguồn của trường Lê Hồng Phong đó. Năm ngoái cho toàn của 12 rồi, giờ chị hiển dịch là toàn của 12, năm nay chúng ta được về nguồn ở trên Đà Lạt đó. Một kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ luôn, và chúng ta học được rất nhiều điều đó. Này, hoa địa lan này đó. Giờ phần này các em ghi cái gì?
rất dài đúng không? Phần từ cả em không ghi giờ, cả em phải ghi nơi cái đặc điểm nuôi cấy mô. Đặc điểm là phương pháp nhân giống, một khâu trong phương pháp tạo giống. Ý này không cần ghi được nhưng ý này phải ghi. Cây con giống hoàn toàn cây mẹ, tạo ra quần thể cây đồng nhất về kiểu gen. Thầy cô bôi màu đỏ không? Đó là đáp án của một cây trắc, câu trắc nghiệm. Gạch chân, bạn nào không có việc đỏ thì ghi bằng một việc đỏ, không có thì ghi xong gạch chân đây. Rồi giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm và sạch bệnh nữa các em. Đấy. Nên những cái loại rau mình ăn á, mà mình mua trong siêu thị sau một ký đến 50, 60, ở ngoài chờ có 20 thôi đúng. Người ta bằng phương pháp nuôi cấy mô này không có bệnh cả đấy. Nơi trong môi trường Việt Gáp á. Rồi sang phần B, lai tế bào sinh dưỡng. Cô giải lai cà chua với khoai tây. Là các em cứ nghe cái đã, còn ghi tí là cô bảo sẽ ghi phần nào. Là phương pháp tạo ra cơ thể mới mang bộ gen của hai loài mà bằng phương pháp lai sinh dưỡng các tế bào. Cô nói là phương pháp tạo ra cơ thể mới mang bộ gen của hai loài bằng phương pháp lai sinh dưỡng các tế bào khác loài. Có nghĩa là sao? Ví dụ trong tự nhiên mình có lấy hạt phấn của cà chua bỏ trên đầu nhụy của khoai tây được không? Không thể. Tại vì cà chua và khoai tây là hai loại khác nhau mà. Sao mà thụ phấn cho nhau được? Nhưng để giải quyết điều đó thì người ta dùng lai tế bào sinh dưỡng có thể tạo ra một cây mang đặc điểm của cà chua và khoai tây. Quả thì cho cà chua mà củ thì là khoai tây. Đừng có ngạc nhiên nha. Người thế giới người ta đã làm được rồi cho các em. Giờ mình học quy trình thế nào thôi. Nào. Người ta loại bỏ thành cellulose thành tế bào á, của người ta lấy một cái tế bào của cà chua và một cái tế bào của khoai tây, người ta loại bỏ cái thành tế bào đi vì lớp 10 mình học rồi. Tế bào thực vật phía bên ngoài có cái thành tế bào cấu tạo bằng cellulose, loại bỏ đi. Sau đó người ta cho dung hợp lại với nhau hai cái tế bào này, hòa lẫn lại với nhau. Các em thấy này, hai tế bào này hòa lẫn lại với nhau tạo thành một cái tế bào lai. Dung hợp hai tế bào đó. Vậy dung hợp hai tế bào trần có câu trắc nghiệm, cô lưu ý đấy. Người ta hay hỏi thế nào là tế bào trần. Tế bào trần là tế bào đã được loại bỏ thành cellulose, nghe chưa? Đấy là tế bào được loại bỏ thành cellulose thì người ta gọi là tế bào trần. Rồi dung hợp hai tế bào trần này này, tạo thành tế bào lai này. Bộ nhiễm sắc thể của cà chua là 2N bằng 24, khoai tây là 2N bằng 48. Này, tạo thành tế bào lai 72 nhiễm sắc thể. Sau đó nuôi cấy tế bào lai này tạo ra một cái cây người ta gọi là cây pomato. 72 nhiễm sắc thể và cây này có sinh sản được không? Tất nhiên cây này mang đặc điểm di truyền của hai loài và sinh sản được. Thấy không? Rất kỳ diệu. Quả thì cà chua, củ khoai tây. Không. Đó. Đây. Rõ hơn. Không. Kỳ diệu ha. Giờ chúng ta ghi bài cái gì ở lai tế bào sinh trưởng. Chúng ta ghi cho cô ý thứ nhất là tế bào trần. Tế bào trần là tế bào đã được loại bỏ thành cellulose. Tế bào trần là tế bào được loại bỏ thành cellulose. Và chúng ta ghi cho cô cái đặc điểm này. Đặc điểm là tạo ra giống mới. Cây lai hữu tính mang đặc điểm của hai loài vì mang hai bộ nhiễm sắc thể lượng bộ của hai loài mà. Và có thể tổ hợp nguồn gen của các loài xa nhau trong hệ thống phân loài. Đấy. Chúng ta thấy phương pháp lai xa đa bồ hóa là sao? Phương pháp lai xa đa bồ hóa là trong tự nhiên hai loài khác nhau lai với nhau, sau đó gấp đôi bộ nhiễm sắc thể bằng chất colchicine lên đúng không, tạo thành cây song nhị bộ. Còn ở đây thì sao?
Con ở đây là lấy trực tiếp tế bào của hai loài lai với nhau, nó khác nhau nha cả em. Lai sa đa bồ hòa mình học ở bài 6 rồi. Chờ trả lời cho cô câu trắc nghiệm này nè. Ưu thế nổi bật của lai tế bào sinh trưởng là gì nè? A, B, C, D. 5 giây. Tất nhiên là đáp án C, đúng không? Tất nhiên là đáp án C này các em. Đấy. Từ trên này cô đưa xuống đây mà. Đúng không? Thành tựu là cây lai giữa cà chua và khoai tây, hoặc là cây lai giữa hai loài thuộc lá. Chúng ta ghi thêm thành tựu cho cô. Cái đặc điểm này ghi vào nha. Giờ chúng ta thấy C, nuôi cây hạt phấn và noãn. Rồi, đây là hoa, người ta tách ra các bao phấn, rồi loại bỏ chỉ nhì đi, bỏ cái chỉ nhì đi, rồi nuôi cái hạt phấn trên môi trường đặc biệt này, tạo mô đơn bồi. Hạt phấn là bùn nhiễm sắc thể đơn bồi mà, từ bà từ đơn bồi tạo nên mô đơn bồi mô trong môi trường dinh dưỡng, sau đó dùng colchicin gấp đôi nó lên tạo thành mô lượng bồi, sau đó tạo ra cây lượng bồi. Vậy cái nuôi cái hạt phấn hoặc noãn này với mục đích gì? Đó là tạo ra các kiểu gen đồng hợp với tất cả các gen. Đi thi trắc nghiệm, cái phương pháp nào tạo ra các kiểu gen đồng hợp với tất cả các gen thì nhắm mắt mình cũng phải biết đó là nuôi cái hạt phấn hoặc noãn. Nhớ cho cô nha, nuôi cái hạt phấn hoặc noãn tạo ra các kiểu gen đồng hợp với tất cả các gen. Còn nuôi cái mô là tạo ra các kiểu gen giống nhau và giống như cây mè ban đầu. Còn lai tế bào sinh trưởng là lai giữa hai loài khác nhau, đúng không? Đấy. Chưa ghi bài, từ từ. Chưa ghi. Thành tựu kỹ thuật nuôi cái hạt phấn tạo cây đơn bồi, từ đó tạo dòng thuần ở các giống quan trọng như lúa gạo, lúa mạch, đại mạch thuộc lá ngô hay khoai lang. Đấy, Việt Nam mình làm được rồi nha. Rồi giờ chúng ta ghi cây gì? Nuôi cái hạt phấn và noãn. Chúng ta chỉ cần ghi cho cô cái đặc điểm này thôi. Đặc điểm màu đỏ này thôi. Đặc điểm là cây con đồng hợp với tất cả các gen, tạo giống cây thuần chủng hoàn toàn. Nhớ, nuôi cái hạt phấn và noãn. Ghi cho cô cái đặc điểm thôi nha. Không cần ghi hết ha. Chờ điểm 2. Công nghệ tế bào động vật về nhân bản vô tính. Đã khi nào nghe đến nhân bản vô tính chưa? Hả? Đã khi nào nghe đến chưa? Nghe rồi. Vậy giờ mình sẽ học nhân bản vô tính là gì? Chưa có ghi bài, từ từ cái đã, nghe dạng cái đã. Là phương pháp tạo ra cả cá thể mới từ tế bào sinh trưởng của động vật. Quy trình như thế nào? Người ta có đến 3 con cừu, muốn tạo ra con cừu con, có 3 con cừu. Cừu cho tế bào tuyến vú này. Người ta lấy cừu cho tế bào tuyến vú, người ta chỉ lấy nhân. Được chưa? Người ta xử lý màng sinh chất tế bào chất, người ta chỉ lấy nhân của con cừu cho tế bào tuyến vú. Con cừu thứ hai là cừu tế bào cho trứng thì người ta loại bỏ nhân đi, hụt cái nhân đi. Và người ta chuyển cái nhân của cái con mà cho tế bào tuyến vú này vào cái màng sinh chất tế bào chất của cái con cừu cho trứng này các em, được ra một con cừu lai. Rồi sau đó nuôi cấy trong ổ nghiệm cho ra phôi sữa, rồi cấy phôi vào tử cung của con cừu thứ ba, tất nhiên là con cừu cái mang thai hộ, và đẻ ra được con cừu Dolly mang đặc điểm của con cừu nào. Con cừu nào cho nhân thì mang đặc điểm con cừu đó. Tại vì trong nhân chứa thông tin di truyền, đúng không? Dù con cừu cho trứng này, cho màng sinh chất tế bào chất, dù con cừu thứ ba này mang thai hộ, nhưng cái con cừu con này mang đặc điểm của con cừu cho tế bào tuyến vú. Tại vì con cừu cho tế bào tuyến vú là con cừu cho nhân. Hiểu chưa các em? Ừ. Và chúng ta ghi cái gì? A, nhân bản vô tính, cả các em ghi cho cô cái khái niệm thôi. Là phương pháp tạo ra cả cá thể mới từ tế bào sinh trưởng của động vật. Còn những cái này có trong sách giáo khoa rồi. Cô ghi ra đây cho các em thôi. Không cần ghi ha, dài dòng.
Rồi chúng ta nhìn này. Dolly là một con cừu cái được sinh ra bằng kỹ thuật nhân tạo vô tính. Một tế bào sinh trưởng, nó có ba bà mẹ. Mẹ cho nhân thì gen, mẹ cho tế bào chất, mẹ mang thai. Để Dolly ra đời đã có 277 thử nghiệm chuyển nhân, được 29 phôi, tỷ lệ thành công 12%. Năm 2003 thì Dolly chết vì viêm phổi. Năm 1996 thì Dolly để tạo ra. Ừ. Được chưa? Vậy chúng ta thấy, chúng ta ghi tiếp cái đặc điểm cho cô. Ghi cái đặc điểm là phương pháp tạo giống mới không dùng phương pháp sinh sản hữu tính. Không, dùng nhân bản vô tính mà. Đâu có sinh sản hữu tính, đâu có tinh trùng kết hợp với trứng đâu, đúng không? Mà chỉ gọi là con nhân của con cừu cho tuyển vú, tế bào chất của con cừu cho trứng mà tạo ra được con cừu luôn, thì đó là nhân bản vô tính. Con vật sinh ra mang đặc điểm của con cho nhân tế bào, có thể khôi phục các giống vật nuôi quý hiếm không qua sinh sản hữu tính. Tại vì mình cái giống vật nuôi quý hiếm mà các em, ví dụ tê giác một sừng đây đang đứng được nguy cơ tuyệt diệt, để cho chúng gặp con được gặp với con cái để mà giao phối là rất khó khăn đấy, chứ không phải gặp liền là giao phối liền, và giao phối rồi chưa chắc đã tạo ra được con. Ừ. Rất khó khăn nên người ta dùng phương pháp nhân bản vô tính này đây để tạo ra. Còn con người có thể tạo ra được con người bằng phương pháp nhân bản vô tính không? Tất nhiên là tạo ra được, nhưng mà luật nhân quyền không cho phép, chỉ tạo ra cả cơ quan nội tạng để phục vụ trong y học thì được. Về chưa, tạo ra cả cơ quan nội tạng. B, cấy chuyển phôi. Cấy chuyển phôi là gì? Cô lấy ví dụ một con bò cho phôi, sau đó chia phôi, tách phôi, tách ra những cái phôi nhỏ, rồi cấy vào tử cung của những cái con bò nhận đấy, và tạo ra cả con bò con. Ừ. Sinh ra hàng loạt các con bò có kiểu gen giống nhau, rút ngắn để thời gian nhân giống. Vậy chúng ta cô đọc cho các em cấy chuyển phôi là gì? Đề thi tốt nghiệp năm, có một năm nào đó có câu này cấy chuyển phôi, cô ghi cô đọc là chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi nhỏ rồi cấy vào tử cung của các con vật khác nhau, tạo ra các con có kiểu gen giống nhau, tạo ra các con có kiểu gen giống nhau. Vậy chốt lại của cái bài này, nhớ cái gì? Đối với những bạn rất lười thì cũng phải biết được những cái đặc điểm quan trọng này. Ví dụ gây đột biến thì cải tạo vật chất di truyền giống cũ tạo nên giống mới, nuôi cấy mô thực vật là nhân nhanh giống tạo nên quần thể có kiểu gen đồng nhất, giữ nguyên đặc điểm của giống. Ví dụ cây mè tốt đó, thì giữ nguyên đặc điểm của cây mè. Lai tế bào sinh dưỡng là tạo giống mới từ hai loài xa nhau mang bổ nhiệm sắc thể lượng của hai loài, khắc phục tính bất thù trong lai xa. Nuôi cấy hạt phấn là tạo giống đồng nhất về tất cả các gen. Còn nhân bản vô tính tạo giống động vật từ tế bào sinh trưởng mang nguyên bộ gen của mẹ, bảo tồn nguồn gen động vật quý hiếm. Còn cấy chuyển phôi là nhân nhanh giống tốt, tạo nên quần thể có kiểu gen đồng nhất. Chúng ta phải nuôi cấy mô thực vật và cấy chuyển phôi để tạo nên quần thể có kiểu gen đồng đồng nhất. Nhưng nuôi cấy mô là ở thực vật, cấy chuyển phôi là động vật. Cái bảng này đối với lớp tự nhiên ghi vào cho cô. Lớp xã hội không cần. Chúng ta đi sang một số câu hỏi củng cố. Vì sao người ta không dùng con lai kinh tế để nhân giống các em nhỉ? Vì sao? Này, vì tỷ lệ gì hợp giảm? Tỷ lệ tốt thì giảm, mà tỷ lệ đồng hợp tăng, đúng không? Khi lai giữa hai dòng thần trùng có kiểu gen khác nhau, thu được con lai có năng suất sức giống chịu khả năng sinh trưởng vượt trội thì nhắm mắt cũng biết đó là ưu thế lai, đúng không? Tiếp tục. Ở một loài thực vật xét hai cặp gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Người ta tiến hành lai giữa các dòng thần trùng về hai cặp gen này tạo ra các con lai có ưu thế lai. Theo giả thuyết siêu trội, con lai có kiểu gen nào sau đây có ưu thế lai cao nhất? Con lai nào một kiểu gen gì hợp nhất?
nhiều nhất thì có ưu thế lai cao nhất. Đấy không? Đây gì hợp hai cặp gen này, đây gì hợp có một cặp, đây đồng hợp, đây gì hợp có một cặp. Ừ. Tiếp, phương pháp tạo giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn dựa trên nguồn biến chỉ tổ hợp gồm các bước nào? Đấy, người ta sắp lộn xộn. Giờ mình sắp lại, cô dành 10 giây ở đây cho cả các em. Đáp án nào? Đầu tiên là phải tạo ra các giống thuần chủng đúng không? 3, rồi 2, rồi 1. À. Trong các giống có kiểu gen sau đây giống nào là giống thuần chủng về 3 cặp gen? Đây cái thuần chủng, đây chỉ hợp 2 cặp B và D này. Đây chỉ hợp 3 cặp này. Đây, các thuần chủng cặp A còn không? B thuần, D thuần về đây này, đáp án C này. Còn đây chỉ hợp mất rồi này, cặp A và cặp D này, đúng không? Rồi, quy trình nào trong công nghệ tế bào thực vật tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất vừa mới nói xong chi nhỉ? Hả? Có kiểu gen đồng nhất là đây nuôi cấy mô tế bào đây này các em, trong quá trình cô làm nó cày á, a này là các em nhỉ, a nha. Ừ. Trong kỹ thuật lát tế bào sinh trưởng, các tế bào trần là tế bào gì? Hồi nãy vừa mới nói xong là các tế bào được xử lý làm tan thành tế bào, tan thành cellulose. Rồi nghe dặn dò, chép bài đầy đủ, nộp đúng hẹn, chuẩn bị bài mới. Giờ sau cô thể giải bài 20 là bài quan trọng của chương 4. Ba bài 18, 19, 20 thì số câu hỏi trắc nghiệm một bài 20 rất nhiều. Chúng ta hoàn thành nội dung phương học tập này để gặp nhau ở cái bài 20. Cô xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cố gắng đừng có tua video nha, phải nghe giảng ha.